chào các bạn nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Thế nào, các bạn có những phút giây tập luyện ở nhà thật vui chứ? Bây giờ chúng ta cùng nhau học bài mới nha. Ở clip này, Neo sẽ cùng các bạn nhỏ tìm hiểu về cách đọc nốt nhạc nha. Đầu tiên hết, đây là khuôn nhạc của chúng ta. Chắc các bạn nhỏ cũng thấy rồi đúng không? Khuôn nhạc gồm có 5 dòng kẽ và 4 khay trống ở giữa. Và các dòng kẽ trong khuôn nhạc sẽ được đánh số từ dưới lên như sau: dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4 và dòng 5. Cũng giống như vậy, các khe của chúng ta cũng được đánh số từ dưới lên là khe 1, khe 2, khe 3 và cuối cùng là khe 4. Ngoài ra, khi các nốt nhạc mà lên cao quá hoặc xuống thấp quá thì ta có thể kẽ thêm các dòng kẽ phụ và khe phụ như thế này. Tiếp theo, đây là hai nhân vật cũng không kém quan trọng cho việc đọc nốt, đó chính là khóa son và khóa pha. Thông thường, khuôn nhạc có khóa son sẽ được dùng cho tay phải và khuôn nhạc có khóa pha sẽ được dùng cho tay trái. Các bạn có biết vì sao không? Chính là vì khóa son thường dùng để viết các nốt ở trên cao, phía bên tay phải của chúng ta. Còn khóa pha thì thường dùng để viết các nốt ở dưới thấp, nằm bên phía tay trái nè. Khi mà viết các nốt nhạc lên dòng nhạc piano thì các nốt sẽ được xếp theo thứ tự xen kẽ giữa dòng và khe như vậy nè. Đầu tiên, xuất phát ở khe số 2 trong khuôn nhạc có khóa pha chính là nốt đô. Sau đó lên dòng 3 sẽ là nốt rê. Tiếp theo ở khe 3 là nốt mi. Ở dòng 4 là nốt pha. Ở khe 4 là nốt son. Ở dòng 5 là nốt la. Tiếp theo là nốt si. Các bạn có thể thấy chúng ta đã đi ra ngoài phần chính của khuôn nhạc rồi. Và vị trí này được gọi là khe phụ ở phía trên của khuôn nhạc. Nốt tiếp theo của chúng ta chính là nốt đô giữa đàn. Nốt này có thể được viết ở dòng phụ phía trên trong khuôn nhạc của khóa pha hoặc dòng phụ phía dưới trong khuôn nhạc của khóa son như vậy nè. Nếu đi lên tiếp, các cao độ nốt sẽ lặp lại theo thứ tự dòng, khe, dòng giống y như vậy đó. Nhưng vì lên cao nên bây giờ mình sẽ dùng khuôn nhạc có khóa son để viết tiếp thay cho khóa pha nha. Chúng ta sẽ có các vị trí nốt như sau. Bắt đầu từ nốt đô giữa này, đi tiếp lên khe phụ phía dưới của khuôn nhạc là nốt rê. Vị trí dòng 1 sẽ là nốt mi. Khe 1 là nốt pha. Dòng 2 là nốt son. Khe 2 là nốt la. Dòng 3 là nốt si. Và khe 3 là nốt đô. Yeah, vậy là mình đã biết được hết các cao độ từ đô lên đô trong mỗi khóa rồi đó. Các bạn nhỏ có thích không nào? Tuy chưa phải là hết tất cả các nốt nhạc trên đàn, nhưng Neo hy vọng là sau khi học thuộc được các vị trí này rồi, các bạn nhỏ cũng đã đàn được các bản nhạc thật là hay rồi ha. Và nếu có nốt nào mà nãy giờ mình chưa biết thì các bạn có thể tự đọc tiếp dựa trên nguyên tắc dòng, khe như nãy giờ chúng ta xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Các bạn nhỏ và ba mẹ hãy nhớ đón xem clip tới của chúng mình nha. Ở clip tiếp theo, chúng ta sẽ được tập các bài tập khởi động để chuẩn bị vào đàn rồi nè. Xin chào và hẹn gặp lại!